Các chị yêu nha, quay trở lại với livestream của Xin Shop tối ngày hôm nay sẽ có đồng đẹp và giá rẻ cho mình luôn. Rồi đầu like thì em có cái mẫu đầm von này xinh nè, hoa bông đỏ 99k thôi. Nay còn bao nhiêu cái cuối tặng luôn ha. Chị nào vô tình xem được like của em đặt luôn nè, mẫu này xinh lắm. Có 99k thôi cả nhà, tranh thủ mình lên đâu sớm giúp em nha. Giao hàng đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu là xem hàng trước thanh toán luôn. Đó, ai lấy mẫu này thì đặt luôn cho em ở bên dưới nha. Mẫu em mang trên người đây sẽ có mã là 1492 nha cả nhà. 1492 chốt đơn cho em mẫu này size 99 nè. Đây để em ghim giá bên dưới ha. 1492 đầm von nha chị Ngọc Luyến ơi, em mặc đầm von nha, còn có mấy đơn cuối rồi thôi, em xe 99k lấy tương tác luôn, dễ thương lắm, phong nó phong xòe không có cái dáng đâu. Đang dáng đầm xòe dài cho em luôn, bên trong đúp lót không mỏng, có túi nè, may kèm hai túi tiện lợi cho các chị luôn ha. À, được chị, đầm này nếu 40 cân lấy size M được, em còn size M là cái size đang mặc luôn nè. 50 cân quay đầu cái chị mặc đẹp cho em mỗi đầm này luôn ha, đang sale là 99.000 nha cả nhà. Đang sale là 99.000 đồng, chị yêu nào chưa có mình đặt sớm cho em nha. Mã sản phẩm 1492 nè, kèm số điện thoại, đầu like là có váy 99 rồi. Mở vàng đầu like là có đầm xe 99k rồi, xin ha. Nền đen, hoa đỏ, màu này mặc trắng da nè, màu này mặc nhìn nó sáng da đúng không? Em chào chị Thanh Lan ạ. Váy mẫu mang hả chị, váy mẫu mang là đầm von. Em này là von nha, bên trong đúp lót không có mỏng đâu. Có cái tay là không có lót thôi. Cái tay là không có lót nha, mình thấy cái sọc sọc này không? Nhìn dễ thương ha. Cái tay không lót nhưng mà trong đầm em lót nha. Trong đầm là full lót cho mình luôn. Em chào chị, em chào chị yêu mới vào ha. Rồi 2XL em hết rồi chị yêu ơi, chỉ còn size M thôi. Mẫu đang mang shop chỉ còn size M, sale luôn cho em là 99k. Rồi qua mẫu nha. Sale mẫu đang mang là 99k nha cả nhà. Lấy mẫu em mặc bình luận bên dưới nha. Bên em sẽ tư vấn cũng như là chừa hàng, chừa size cho các chị mình nha. Tiếp theo em sẽ có cho mình là một em váy này cũng rất là dễ thương luôn. Để em nghĩa coi cái nào đang giảm giá cho mấy chị mình đây. Cái đầm đầm vest này các chị yêu đã có hết chưa? Đây, đầm vest body nha. Này thật ra nó cũng phải body lắm mà nó dạng hơi ôm suông suông thôi, nên là cũng có kén dáng đâu. Đó, em đợt này có mấy cái đầm vest luôn. Ôm có, xòe có, để em lên thử cái xòe này cho à, cái ôm này cho mình coi. Mẫu mang là màu đỏ, nền đen hoa đỏ chị. Em mặc đây là 1492 là nền đen hoa đỏ nha. Sắp có hàng mới rồi. chắc ngày mai có hàng mới á, chuẩn bị là sang sale mẫu mới nữa nha. Giờ tối nay mình sang hàng lẻ size trước đi. Em mặc là 1492 nha, 1492 là 99.000. Rồi, qua cho các chị mẫu váy em mang sẽ là 1398. 1398 mẫu này thì em còn cho mình là size, hình như em cũng còn được 3 size thôi à, chứ không có còn nhiều. Đợi em xíu nha. Đây, 1398 cho em ha. Đầm này là chất liệu của nó là poly, nó có cái độ co giãn cho mình nè. 1398 hết size M rồi. Em hết size M nha, đang mang còn 3 size là L, XL và 2X nè. Phía dưới này nó hơi suông suông. Em chào chị Trần Dương nha. Phía dưới này nó hơi suông suông chứ nó không có ôm quá. Phần dưới này nó hơi suông cho mình ha. 1398 cho em mẫu này, 179.000 thôi, rẻ không? 179.000 cho em mẫu đang mang, siêu hời luôn mấy chị ơi, xuất sắc. 1398 chốt đơn cho em mẫu này là 179.000. Size L, XL và 2X cho em 50-65kg. 50-65kg là vừa nha. Cái này nó có họa tiết chấm bi á. Đầm em mang nó có cái họa tiết chấm bi ha. 92 chị Hằng Lê nè. À, được chị, 2X em mặc có nè. Thích mẫu này không? Em có vest xòe nữa. Chị thích đầm vest em có ôm nè. Ôm 2 mẫu. Xòe nữa, xòe cũng 2 mẫu luôn. Đó, tích form như nào? Như em mặc là lấy mẫu này thì có 179 thôi. 1398 mẫu đang mang nha, 179.000. 3 size nha, mà không nhiều đâu. Em thấy có mười mấy đơn mỗi size hả? Còn 3 size mà mỗi size chỉ có mười mấy cái à. Chị nhận được hàng rồi, vải đẹp, cảm ơn chị Thủy Tiên ạ. Đó, khách em cho review rồi, chị nào chưa có vô thử đi. Em chào chị Lê Cường nha. Đã nhận hàng, đã cho review luôn rồi, chị nào mà khách mới đặt thử một cái. Không dám mua nhiều thì mua một cái thôi nè, chưa tới 200. Chưa tới 200 đồng đẹp như vậy rồi mà còn được là
kiểm hàng trước thanh toán thì có nhiều lần chưa lấy tiền cho coi hàng rồi không đẹp là không lấy tiền luôn ha. Có cái túi nhỏ che phía trước phòng này đi làm được. Chị là làm văn phòng nha, mặc cái này cũng sang nè. Cái chất này nó có co giãn, poly là nó có co giãn nha. 179 thai chị Thu Nguyệt ơi, lấy mẫu em mang đúng không? Chốt đơn cho em mã số là 1398 và kèm số điện thoại nha cả nhà. Form này nó hơi suông suông xíu, ôm ôm suông suông, không có bó quá đâu, đi đứng bình thường cho em luôn. Giá đang sale chỉ có bao nhiêu ạ? 179.000 đồng thôi. Ôi trời ơi, chị yêu nào chưa có mẫu này mình đặt sớm giúp em nha. 1398 1398 và kèm số điện thoại cho em nha. Còn 3 size LXL2X. Rồi em qua cái đồng ren màu xanh nha. Em này cũng xinh nè. Ren xanh em cũng có mấy mẫu đây nè. Xanh kim tuyến nè, xanh cổ chéo nè, cổ tròn nữa. Cái này là cái cổ, cổ này nó đặc biệt nè. Em sẽ mặc cho mình coi cái này, cái cổ nó sẽ cắt khoét cho mình. Và nó có, đây, xếp ly. Nó sẽ có xếp ly cái đường chân ngực như này. Các chị thấy không? May kỹ đẹp cho mình luôn. Rồi qua mẫu nha. Muốn coi màu nào phía sau mình có thể bình luận ở bên dưới ha. Em sẽ lên form như mình coi nha. Em chào chị Ngọc Tiên ạ. 52 cân lấy size L đi chị. 52 cân size L cho em. Em với 74 là đẹp nha. Rồi lên một em váy này sale luôn. Mẫu này em coi còn hình như còn có 2 size à. Đầm em mặc trên người đây có mã là, đầm em mặc trên người đây là 1549 nha. 1549 ngày hôm nay em còn 2 size cuối là M với L nha. 199k cho em luôn. 199k cho em nè. Cái cổ cái chị coi đẹp lắm, ở ngoài nhìn đẹp hơn. Cái mẫu ren này cái hoa nó cũng đẹp nữa, cái họa tiết á, cái họa tiết ren nó cũng rất là đẹp luôn. 1549 nha. Ren em có nhiều kiểu lắm, mỗi kiểu nó một màu, mỗi kiểu nó một màu với một hoa văn khác nhau. Mở vừa rồi hả chị? Vừa rồi là 1398 phải cái chị hỏi cái vest này không? Chị hỏi cái vest này hay là cái hoa đỏ hồi nãy em mặc, hoa đỏ thì còn size M thôi nha, 99k. Còn cái đầm này á là đầm vest, vest ôm suông nha. Mẫu này thì còn 3 size nè. Cái vest poly này của em nó còn 3 size nha, size L, XL, 2X đây. 50-65 cân cho em mặc được, 179 thôi, có 3 size. 50-65 cân chị chốt được nha. Đây, sau lưng khóa nè. Đó, hàng như em là hàng bên em may luôn. Là like các chị coi là mẫu bên em may hết, tem mà nhãn mát đầy đủ, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha. Rồi bây giờ em mặc trên người nha. 1549 mẫu này em còn 2 size ML. 2 size ML sale luôn 199k. Em này là váy đi tiệc, đầm ren đi tiệc nha cả nhà ơi, ren đi tiệc cho em ha, chốt đơn luôn 199.000. À, nhớ có ai đã thiếu tiền mình phải không ta? Gì ba chục? Gì ba chục? Chứ nhiều. Của tao ba chục nữa đâu. Của mày 45 nghìn nữa đâu. Trời ơi, ăn xong quên luôn. Rồi, em đã mặc trên người đây, mã số là 1549 nha. Còn hai size cuối là ML nha cả nhà. Em chào chị Trần Linh ạ. 55 cân đổ về nha, 55 cân đổ về cho em, xin hồng. Em có nhiều ren lắm ý chị ơi, kim sa có, đây, thích lấp lánh lên cái kim sa cũng sắp hết rồi. Rồi, cái này cổ chéo nè, em này sẽ là cổ đắp chéo cho em cũng rất là xinh luôn ha. Mà hầu như là lẻ sai hết trơn rồi mấy chị. Có màu đỏ nữa, có ren hoa nữa. Đó, chuột, đây chị nào mà thích váy ren nha, em nói hả, tha hồ lộ luôn. Đây, sợ là không có sai thôi, tại vì mấy mẫu này là lẻ sai nhiều. Nè em này đen hoa đẹp nè, cái hoa này là siêu phẩm luôn á. Khách nhận là em chưa thấy chị nào chê em này nha. Bao nhiêu khách nhận đều khen, này không phải em tự khen đâu mà khách khen nhiều lắm. Ở đây có chị nào nhận được cái váy này của em chưa? Dễ thương đúng không? Bên ngoài đẹp hơn trên la nhiều. Nó có hoa, nó có cái màu hơi tím tím á cả nhà. Đầm ren luôn. Rồi em mặc đây là 1549, chị nào thích kiểu em mang thì chốt đơn nha. 199.000, 2 size cuối hết là bỏ mẫu. Có túi nè, em may form xề dài hai lớp bên trong đứt lót nha. Rồi có túi hai bên cho các chị đai cổ nè. Cổ này là cái cổ cắt khoét ha, rồi có xếp ly chân ngực. Có xếp ly chân ngực nha, chính ạ, bao nhiêu tiền đây? À, mẫu đang mang sẽ có giá là 199. Chị Diễm Trần ơi, size L hả chị? Size L L74. Size L L74, đây đây, có nè. Quên
Quên, mỗi này còn hai size ML, hên quá có size của chị. Hai size ML cho em nha, ML cho em nha. Rồi chị nào dưới 55 cân đặt hàng, chị nhận được đồng rồi, mặc ưng ý, em cảm ơn chị Phúc Hạnh nha. Đó, chị nào mà hôm nay chưa mua, đặt thật, đặt niềm tin đặt thử đó chị. Hả? Lấy niềm tin đặt thử một cái đi, đây như cái đồng em mang đi, đảm bảo nhận hàng là mê luôn á. Không nghĩ là trên tay cái đồng này mà trăm mấy ngàn đâu. Đây em mặc mình thấy không? Mẫu này mà shop khác bán không dưới 500-700 ngàn, ren xịn nha, không ngứa, mềm êm, mặc mát cho em, không bị châm chích khó chịu gì luôn. Chị nào khách mới mình cứ mua thử, em hỗ trợ cho mình xem hàng trước, không đẹp là không lấy tiền, không yêu cầu chuyển khoản luôn, nhận hàng mới trả tiền nha. Rồi qua mẫu là một em váy khác nha cả nhà ơi. Ủa cái đầm mà cái đầm tay kim tuyến này à, mấy chị đã đặt đồ hết chưa ta? Cái mẫu này em sắp hết rồi nè. Cái đầm mà sơ mi kim tuyến này mấy chị có hết chưa? Em này best seller nhà em nè. Đầm này của em hiện tại hình như là nó lẻ size rồi, M, XL, 2X, em còn 3 size hả ta? Khoan đợi em xíu nha, để em kiểm tra cái đã. Đúng rồi, cái mẫu này em còn 3 size nha, hết size XL, cái tay nó phối lưới cả nhà coi nè. Nó sẽ có phối lưới kim tuyến nè, lấp lánh xinh lắm ha. Màu này màu đen nha, mẫu kia tay lưới nó chỉ có màu đen thôi. Em qua cái đầm sơ mi này cho mình coi nha. Mẫu đó là hổng giờ cũng lâu rồi chưa mặc á. Chị Nhi Trần ơi, 43 cân hả? 43 cân lấy size M chị. 43 cân lấy size M cho em là ok nha. Rồi tiếp theo lên một cái đầm sơ mi siêu phẩm nhà em. Em này nó có mã là 1542. Này lên form em nói bao đẹp luôn, mặc vô là thấy gọn dáng liền. Đây em mặc thử mình coi. Cái form nó sẽ hơi kiểu chữ A thôi chứ không có xè quá hết nha. Nó hơi xè nhẹ chữ A trang rồi, đầm sơ mi nè. Đó, thấy không? Lên form là thấy gọn người liền. Hôm nay em còn 3 size nha. M. M đâu rồi? Mới kiểm tra xong. Em còn 3 size rồi, M, XL, 2X. Trong đó size M em chỉ còn có 3 đơn thôi. Size M chỉ còn 3 đơn nữa thôi là chuẩn bị em cháy hàng nha. Vậy là mẫu này là đa số là size lớn nè. XL, 2X là nhiều hơn ha. Rồi hôm nay chị yêu nào lấy mẫu em mang chốt liền tay nha. Em này sẽ có giá là 349 ngàn ạ. Sơ mi tay lưới 1542. Mẫu đồng này siêu hot luôn á. 1542 mẫu này em sale là 349 ngàn đồng. Về mấy đợt ta? 3 đợt. Về 3 đợt rồi á. Hiếm có đồng nào mình thấy không? Mỗi một mẫu em về có một lần thôi. Mà cái mẫu này là hiếm hoi là về tiếp 3 đợt luôn mà cứ cháy hàng hoài á. Đấy, để ý đấy, em mới về đây mà cháy hàng rồi nè. Về đợt nào cũng nhiều mà cũng hết hàng hết trơn á. Đây là về đợt 3, chắc đợt cuối rồi, không may thêm đâu. Chị nào mà chưa có thì tranh thủ nha. 349 ngàn cho em mã số 1542. 1542 chốt đơn cho em mẫu đồng này nha. Sơ mi, sơ mi nha, sale luôn là 349 nè. Em còn 3 size cuối là M, XL, 2X. Chị nào dưới 65 cân mình chốt đơn nha. Nó có phối một cái hàng cúc ở đằng trước nè. Phối hàng cúc đằng trước, tay bên tay là phối kim tuyến nha. Lưới nè, lưới kim tuyến cho mình đây, xin nè. Size M còn có 3 cái thôi. Chị nào size M là cái size em mặc á, 50 cân quay đầu, em còn đúng 3 đơn. Nếu mà vừa thì mình chốt liền cho em ha. Chứ còn mà đợi là không có về, chưa chắc đã về thêm nha. Đó, size lớn thì em còn, XL, 2X thì em còn nha. 349 ngàn đồng, mã số 1542. Đây sau lưng em đây khóa ẩn nè. 1542 chốt đơn cho em mẫu này là 349. 349 ngàn nha. Thích mẫu em mang đặt liền để em tư vấn nè. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho cái chiêu là xem hàng trước thanh toán nha. Nhận hàng kiểm tra cho em. Yên tâm đi, hàng chuẩn mẫu. Hàng là hàng chuẩn mẫu, thậm chí bên ngoài khách còn bảo là đẹp hơn trên like. Em chào chị Nguyễn Hiền ạ. Rồi lên một cái sơ mi họa tiết mắt xích đi. Lên đầm sơ mi mắt xích nha cả nhà ơi, qua mẫu nha. Chị Mỹ Hạnh 2XL hả? Có chị 2XL em còn nha. Mẫu này còn size to nè. Tay lưới là còn đa số là size to á. Có size M là còn 3 đơn. Chị nào size M thì tranh thủ giúp em. Sắp hết rồi. Rồi qua mẫu. Lên một em đầm sơ mi có họa tiết mắt xích cũng rất là lạ luôn. Mẫu này em còn 4 size. Đầm này thì 40-65 cân vừa. 40-65 cân là bạc vừa che mẫu đầm này luôn. Nay sale 179. 179 ngàn nha, mà đầm 2 lớp nha. Em này chiếc phông, chiếc phông dáng xề dài nè.
hai lớp cho em, có luôn dây cột eo đây. Mình mặc mà rộng này, hơi rộng một xíu cái chị khỏi cần đi sửa, khỏi cần bóp eo gì hết trơn á, cột nó lại thôi, thắt nhẹ che một cái nơ lại, thắt trước hay sau gì cũng được hết trơn á. Đó là tự động nó vừa y liền hả, không khỏi cần chỉnh sửa gì hết. 179k cho em mẫu này, 179k nha, mã số giúp em 1464. 1464 ngày hôm nay sale luôn là 179.000 đồng. Chị nào trong khoảng tầm là 40-65 thì mình chốt nha. Em này full size nè. Em chào chị Trần Oanh nha. 40-65 kênh mẫu này em có hàng. Đầu này thì được cái là đầy đủ số lượng hơn. Chị nào size nhỏ size to gì cũng có. Mà cái form này là form xòe nữa, nó cũng không có gắn dán một đâu. Mẫu váy em mang đây là chị nào mang cũng được hết trơn á. Rồi 40-65 kênh là vừa cho em nha. Lấy mẫu em mang chút 1464 nè. 1464 kèm số điện thoại, em mang cho mình luôn hai cái túi luôn. Xòe hai lớp mang kèm túi sau lưng khóa ẩn và có dây cột eo. Như này mà có 100 mấy ngàn thì ở đâu nữa mà có giá tốt hơn với chị đây. Thị trường bây giờ mua vải không là cũng đã vài trăm ngàn rồi. Áo sơ mi chỗ khác bán cũng hết mấy trăm. Em mặc nguyên cái đầm dài tới bắp chân luôn, có 179 ngàn hả. Ngoài like không giảm nha chị Mỹ Duyên ơi. Nếu mà mình mua tại shop á, đầm này em vẫn bán là hơn 400. Trực tiếp bây giờ luôn nha, chị nào mà qua cửa hàng em là 450.000 đồng. Chúc chị Kim Ngân 1464 đây em mặc luôn. Em chào chị Trần Dương nè, tại shop 450.000, ở nhà coi like chúc đơn bao nhiêu ạ? 179, tiết kiệm hơn cả bao nhiêu tiền rồi, tiết kiệm cả mấy trăm luôn á. Dạ có free ship nhưng mà một đồng thì chưa được, đơn hàng 600 em miễn ship cho nha. Ráng gộp đơn 600.000 bên em miễn phí vận chuyển cho mình luôn. Đây, form này mặc gọn ha, xích dọc, cái họa tiết mắt xích nó là xích dọc nên các chị nhìn thấy nó gọn người hơn không? Ăn gian giãn người cho mình. Nền đen xích trắng một màu duy nhất giúp em, 1464 cho chị Anh Kiều luôn ạ. Mẫu này không có màu đỏ chị yêu ơi, xích trắng thôi, nền đen xích trắng nè. Nếu mà đỏ thì em nhớ coi em có cái sơ mi nào nó có họa tiết đỏ đỏ không ta. Sơ mi thì em không có màu đỏ rồi, nó có cái hoa này được không? Nè, em có cái hoa thổ cẩm này được không? Ngày hai đầu cảm thấy cũng có hơi đỏ đỏ xíu nè. Đó chứ còn mà xích như em mà màu đỏ thì không có nha. Eo 85 hả chị? Eo 85 lấy 2XL chị. Eo 85 mình lấy giúp em size 2XL nha chị và chị Bảy ơi. Cái mẫu này cũng được nè. Đầm em mang size 2XL 84-85 quay đầu là cái chị mang ok nha. Đó, phàm rất là đẹp luôn ha. Rồi lấy mẫu em mang chút đơn là 1464. 1464 và kèm thêm cái số điện thoại nha. 1464 kèm số điện thoại. À em mới về cái này nè, nhưng mà hoa nó hồng hồng cam cam, cái này mẫu mới. Sơ mi mới về của nhà em, hoa màu hồng hồng cam cam rất là xinh luôn. Dễ thương ha. Màu này thì nó nhẹ nhàng thôi, không có quá lè lẹt đâu. Ai mà thích kiểu màu nó phải nổi nổi xíu ấy, thì em này không quá nổi. Em này là dành cho những chị mà gu nhẹ nhàng, nữ tính. Đó, lấy cái hồng cam này cho em nè. Rồi, bây giờ em qua mẫu khác nha. Lấy mẫu em mang chút 1464 nha. Sơ mi 1464 sale luôn là 179.000. Rồi qua mẫu, lên một cái đầm sale 99.000 cho mấy chị đây. Đầm này là đầm von. Tiếp tục là một em đầm von nữa nha. À, chị Vi Phạm ơi, 2XL hả? 2X nhà em là khoảng 65 cân á. Eo tầm 84-85 đổ về cho em là được nha. Rồi đây em này có mã là 1536 ạ. 1536 hôm nay sale 99k luôn. Hết rồi, em còn size M thôi. Mẫu đang mang trên người em có mã là 1536, em này còn mỗi M. Còn mỗi size M là cái size em đang mặc á. Sale cho mấy chị luôn ha, 99.000. 99.000 nha cả nhà ơi, 1536 giúp em nha, 99.000 đồng nay luôn đi. Ưng là chốt đơn liền cho em nha mấy chị, tranh thủ mình đặt sớm nha. Mã hàng kèm cho em cái số điện thoại, giao đến tận nơi và hỗ trợ cho cái chị yêu là xem hàng trước thanh toán luôn. Đó, 50 cân quay đầu mặc được nha. Dưới 50 cân chốt đơn cho em. Size M chị ơi, size M là 50 cân á. Dưới 50 cân nha, 1536. 1536 để em ghi giá đã. 99k. Đó, size M nha, 50 cân đổ về cho em mình chốt ạ. Giao hàng đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu là xem hàng trước thanh toán luôn. Đó, lấy mẫu nào?
Lấy mẫu nào nạp sớm giúp em nha, 1536 chốt giúp em 99k nè, còn còn size M thôi là hết á. Váy sơ mi hả chị? Chưa chị Bảy ơi, sơ mi lấy mẫu nào chị ơi? Sơ mi em nhiều mẫu lắm. Em mới mặc là 1464 là cái mắt xích nè. Hay là chị thích hoa? Em có hoa nè, sơ mi hoa, sơ mi bell, bi nè, mắt xích nè, đó nhiều lắm, thổ cẩm nè. Rồi maxi mới về mấy cái sơ mi mà dáng dài nữa rất là đẹp luôn. Đầm em đang là 99.000 nè chị, 1536 99.000. Đây nếu mà lấy cái em mới mặc nè, cái mắt xích này là 1464 nha. Lấy mắt xích chốt giúp em 1464 179.000. Rồi, em mặc đây thì có 99 nè. Đầm em mặc có 99.000 đó cả nhà ơi, tranh thủ đặt liền nha, size M nha, nhanh tay đặt luôn để em tư vấn nè. 1536 99.000 nha cả nhà, 1536 99k. Cái vừa rồi chị Bảy đặt giúp em 1464 đi chị. Tại vì một xíu là em like xong á mà mình không có nhớ mã là sẽ không có được chốt nha. Tại vì em nhiều đầm lắm, hơn cả ngàn mã rồi. Đây, mắt xích là 1464. Mình đặt đúng mã để bên em còn tư vấn size, để còn giao hàng đúng cái đầm mình thích nữa. Lỡ không có mã số nhầm cái mẫu khác thì sao đúng không? Rồi sau lưng khóa ẩn nè, bên trong đầm này đúp lót nha, có dây cột eo và có túi, nói chung em này là xuất sắc luôn, 179.000 bao giá luôn, nhận hàng kiểm tra, nhận hàng kiểm tra cho em. Rồi em mặc đây là 1536, mẫu này thì 99, rẻ quá rẻ. 1536 99.000 cho em nha, lấy mẫu đang mang đặt đơn liền. 1536 nha, 1536 99.000 đồng. Bây giờ qua mẫu nha, lên tiếp một em đầm mình thích họa tiết bi hay là beo không, để em lên cho mình xem. Sơ mi đây ha, sơ mi thổ cẩm đi, lên cái sơ mi thổ cẩm đi, cái này rẻ nè. Co giãn hả chị? Co giãn thì mấy mẫu vo là không co giãn rồi. Co giãn mình lấy giúp em cái kiểu như này nè, em có đầm mà dạng như là chất liệu, à không phải, cái dạng như là bo thun á. Đây, nếu mà chị thích co giãn thoải mái á, chị lấy cho em nè, bo thun như này nha. Bo thun như này cho em thì nó sẽ co giãn tốt. Mẫu này là tới 70-72 cân các chị mang được. Đầm này nó dáng nó dài lắm. Thích váy dài lấy cái này cho em luôn. Đó, maxi xòe tầng, tay là tay dài luôn. Váy dài tay dài, bo thun phần eo thoải mái, eo 90 mang được nha. Thì chọn cho em mẫu này mới về á. Đó, còn không thì mình đợi đi mấy hôm nữa nha. Mấy tầm mấy hôm nữa em sẽ về cho mình, hoặc có thể ngày mai. Em không hứa trước được nên là em chịu hao trước, thì tầm ngày mai ngày mốt đó. Đó là cái chị sẽ về theo cái mẫu này. Em này cái chất nó co giãn nè. Đầm này co giãn tốt nha. Ai thích co giãn mà đợi em vài hôm đi. Hoa thêu nữa mấy chị. Hoa thêu nữa nha, thêu nổi luôn á. Nè, hoa là hoa thêu nổi cho em phía trên luôn nè. Mẫu này mẫu mới sắp về, bây giờ thì chưa có, bây giờ đặt thì chưa có hàng nha. Đợi em 1-2 ngày đi. Bây giờ em qua đầm mà thổ cẩm, lên cái sơ mi thổ cẩm nha. Chị mini 72 cân hỏng vừa mẫu đó rồi chị ơi. 72 cân lấy cái bo thun giúp em, 72 cân lấy cái maxi bo thun giúp em mới được nha chị. Còn cái 64 là cỡ 65 cân thôi. Mẫu đó eo nó được cỡ 85 là cùng hả, 84-85 thôi chị yêu nha. Rồi, đầm em mặc nè, mẫu này cũng vậy, size chuẩn luôn. Đầm này size chuẩn cho em, mẫu này thì 199 ha. Em này thì khác một chút xíu là cái dạng là súp ly. Chân váy sẽ được may súp ly toàn bộ cả trước cả sau, xịn không? Đang sale nha, 199k cho em mẫu đầm này, mã là 1526. 199k nha, mã số 1526 nha cả nhà, 1526. Lấy mẫu em mang trước 1526 nha. Em này nó cái họa tiết rất là lạ, dạng là thổ cẩm. Hoa nhưng mà hoa nhiều, quý chị thấy không? Hoa nhiều nhưng cái màu nó lại nhã nhặn chứ không có bị dạng lèo lẹt đâu. Em váy này cái màu nhã nhặn dữ lắm. Trung niên trẻ tuổi gì mang cũng đẹp cho em hết trơn á. Rồi, 199 nha. 199k mẫu em đang mang nha. Sơ mi họa tiết thổ cẩm, em này chất liệu là vải cát, rất là nhẹ. Một lớp nhưng không mỏng ha, không bị xuyên thấu đâu. Em mặc đây mình thấy đâu có mỏng đâu, đó, đâu có lộ đâu. Đầm sơ mi co giãn bo thun hả? Cái mẫu đó em chưa lên, em có mấy mẫu bo thun chị coi nha. 72 cân đúng không? Em có 3 mẫu cho mình lựa. 72 cân chị lấy cho em là size 2X và đầm bo thun thì mới được nha. Đây, một là cái nền đen hoa trắng này. Nè mình coi cái eo nó như này nè. Đó, nên là nó mới co giãn tốt được cho em ha. Rồi em này là nền đen hoa trắng cho em nha, mẫu mới. Mẫu đó là 369 nha, mẫu mới về của nhà em. Đây, bi. Cái bi này cũng bo thun eo nè, em này cũng 369 luôn.
Bi này cũng 369 đồng giá với cái hoa. Nó chỉ khác là cái họa tiết một xíu. Đó, thích họa tiết nào thì nhắn em sẽ mặc lên cho mình coi ha. Hoặc là cái xanh nè. Cái xanh này thì em còn có 5-6 cái à. Màu xanh này chỉ còn có 5-6 cái thôi. Chút luôn cho em bộ này đi, size 2XL. Bộ này thì cũng xinh mà nó cháy hàng luôn rồi đó. Còn mấy cái cuối nha, size 2X ưng thì chốt giúp em luôn. Rồi em mặc là 1526 nha, em nè 199 nha. 1526 xe 199.000 cho em ha. Ngàn bảy. Rồi đang mặc trên người em 1526 nha cả nhà ơi. Đây gì vậy má? Đen. Mới ăn nãy thầy. Đang no đây. 1526 một đi đâu à? Đi chơi hả? Đi qua đi ăn hả? À đi Yến hả? Ừ. Sao kêu thứ ba? Nãy thứ hai mà. Ngày mai nó không có ớt được. Đi hôm nay đi không? Rồi, yeah. Hết chè rồi. Bao nhiêu? 75 ngàn. Lẹ lắm. Từ 30 nó đục mày bây giờ. Em mặc lại xem 199k nha cả nhà. 199k mẫu đang lên nha. Ừ, chúc đơn. Chúc đơn mẫu này cho em là 1526 ạ. 1526 sale luôn. 3 tỷ. Yeah. 1526 sale luôn 199.000 nha. Chị yêu nào chưa có mẫu này đặt đơn liền tay cho em nè. Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại là được ha. Nhớ là chia sẻ cho em 3 lần để em lên thử cho mình xem cái váy mới nha. Cái mẫu đồng bi đi, thích bi hay thích hoa. Em lên thử cái bi nha. Cái bi này của em là có size tới 70 cân luôn. Chị nào size lớn mình tham khảo cho em nha. Chị nào mà 70 cân á, 70-72 cân á. Đó, tham khảo cái này nè. 1564. Em này là full size cho mình luôn, eo 90 mặt vẫn được nha. Đó, còn đầm em thì 65 thôi. Mẫu em mang thì 65 cân quay đầu nha. Chị Quỳnh Nguyễn ơi, 52kg lấy cho em size L đi chị. 52kg lấy size L. Mẫu bo thun này thì vô tư luôn. Đầm này thì eo cỡ nào cũng được. Cái đầm bo thun này của em á, nói chung là eo cứ dưới 90 là cái chị chốt đơn cho em thôi nha. Nhưng mình vẫn cần phải đo cho em là cái cân nặng nè, cái chiều cao để em chọn cái size sao mặc vô cho nó kiểu như nó vừa đẹp ha. Rồi maxi nha, maxi dáng dài, mã số là 1564 nè. Chị nào thích họa tiết bi không? Mẫu này em sẽ may cho mình là cái dáng nó dài mà nó còn là súp ly nữa. Đây cả nhà. Sơ mi bi dáng dài cho em ha, phần em sẽ được bo thun free size cho mình thoải mái. Đây mình coi, bầu bí mật vô tư luôn á. Đó, phần eo bo thun thoải mái cho em đây là cũng vô tư luôn. Rồi, đồng này của em sẽ có giá là 369.000 mẫu mới nè. Xe rất là rộng, em may cho mình tới 4 tầng. Xe dài 4 tầng mà càng xuống tầng dưới nó lại càng rộng luôn. Máy này không biết nhiêu vải luôn á. 1564 cho em nha. Tay nè, tay bo thun luôn. Hai bên tay cũng sẽ được may bo thun làm tay bồng rất là xinh. Em này sẽ có giá là 369 và full size cho chị nào tới 70 cân. Nhất là những chị mà size lớn á. Ai mà size lớn là càng phải nhanh tay nha. Để ý giúp em là mấy cái mẫu size lớn rất là nhanh cháy hàng. Thường mấy chị thấy không, size lớn là nhanh cháy lắm. Mà đợt này có 3 mẫu chứ mấy. Đợt này chỉ có 3 mẫu bo thun là lên được 70 cân thôi chứ đâu có nhiều đâu. Mấy mẫu khác là 65, 64, 65 hả. Nên là cố gắng mình đặt sớm giúp em nha. Đợt hàng mới tiếp theo thì không biết là có về được đồng co giãn hay không nha mấy chị ơi, hên xui á. Đang có sẵn mẫu nào thì mình chốt luôn nha. Đây, em mặc trên người đây là 1564, xe đẹp không? Em này mặc đi du lịch cũng đẹp. Nếu các chị đang cần tìm váy đi chơi, du lịch chụp hình nè. Đó, vừa dài vừa xe rộng nha. Em này lên form gọn dáng mà còn che được nắng, che khuyết điểm, che nắng luôn. Đi chơi là che nắng tốt luôn. Eo nè, bao thun restyle cho mình luôn. Mẫu này thì không có khóa nha, mặc chồng qua giúp em. 1564, 369.000 nha cả nhà. Chị Tuyết Linh lấy 1564, ok chị luôn. Mẫu này thì eo tầm 90-95 được ha, vô tư. Eo 90-95 được cho em, còn số ký thì tầm 72. 72 cân quay đầu cho em nè, trừ hao mặt đẹp á, là 70-72 cân. Đó, lên đơn sớm nha. Em thấy là nhất là size 2X là gọi như là ít nhất trong 4 size luôn á. Đầm em đây sẽ có 4 size ML, XL, 2X. Trong đó 2X là ít nhất có khoảng 30 mấy cái rồi thôi là em cháy hàng nè. Xe rất là rộng luôn, mình coi thấy không?
xe rộng dữ lắm này mà đi du lịch chụp hình xinh á. 369.000 chị Ngọc ơi, đặt mã giúp em là 1564 nha chị. Lấy mẫu em mang chốt đơn 1564 và kèm cho em cái số điện thoại nha. Đừng quên là chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần lên trang cá nhân hoặc lên trang các hội nhóm nha. Rồi nãy giờ chị nào vô trễ mình có thể là bấm cái trang bên em để khi làm livestream Facebook sẽ thông báo cho mình ha. Bây giờ thì em sẽ kết thúc bài livestream tại đây và hẹn gặp lại các chị vào những livestream sau nha. Cảm ơn các chị theo dõi live ạ.